Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi bạn đến các bạn một chương trình IRAP của dự án cái sàn BeForex nha các bạn. Con này khi tham gia chương trình IRAP nó các bạn nhận được 150 token FLXD cho các bạn là tương đương khoảng 150 đô and một ghép là được 75 FXLB rồi. Sau khi các bạn lấy chiếc phần link thứ nhất mình đăng ký một cái sàn đó, link đăng ký sàn mình không có hướng dẫn nữa các bạn, này quá dễ rồi. Các bạn register các bạn đăng ký mail và password rồi vào mail config nó login các bạn. Rồi thứ hai là enter code fund. Rồi đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram thứ nhất của nó nè. Join vào hai kênh Telegram, mình join vào kênh Telegram thứ nhất của nó các bạn. À, con này hả, mình có làm một cái chương trình IRAP của cái đồng có tốc cần FLXT gì đó các bạn ơi, bên mình đã join rồi. Đây mình join kênh Telegram thứ hai thứ này. À mình cũng đã join rồi các bạn ơi. Chắc còn thằng thay quơ quá. Join hai kênh Telegram, follow Taylor Rewitz à, Tweet. Rồi các bạn vào Taylor của nó các bạn. Các bạn thông cảm mình cái sàn mình giới thiệu hôm qua hướng dẫn nhận 30 đô đó mình KC chưa thành công các bạn. Khi nào mà thành công mình làm video cho các bạn hướng dẫn các bạn góp tiền các bạn. Rồi này mình làm rồi hết này. Rồi các bạn like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Tóc cần này, tóc cần của sàn sau này nó trả gì sàn mình lên sàn này mình bán được nha các bạn. Rồi các bạn test lại cho nó cái bình luận nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn ghi email cái đăng ký cái sàn BeForex nha các bạn. Ghi email các bạn đăng ký sàn BeForex anh Nhung Quỳnh. Rồi mã ghép code mình có để dưới phần link mô tả đó nha các bạn. Rồi các bạn lấy username Telegram bạn vào setting copy username mình nha các bạn. Cộng anh 0329931577 0329931577. Rồi các bạn ghi cái username Taylor nữa các bạn. A cộng Win Văn NNH9. Rồi các bạn bấm nút gỡ nha các bạn. 2 4 6 8 10. Rồi bấm nút gỡ nha các bạn. Không bao giờ gỡ. Rồi, như là chương trình IRAP mình gửi câu trả lời của bạn đã được ghi lại nha các bạn. Như là thành công nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Làm kèo kiếm tiền bari này rất khó các bạn ơi. Nên mình con nào mình chiếm được thì chiếm nha các bạn. Chứ thật ra mình làm cho các bạn mà các bạn kiếm không được tiền mình cũng đâu kiếm được tiền đâu. Mình cũng rất buồn các bạn. Mình tìm cách học kiếm cho cách nào cho các bạn có tiền nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình một cái nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều luôn.